bạn đang đến với chương trình Lật Lại Kỳ Án của Luật Pháp Trị, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào những vụ án chấn động, những bí ẩn chưa có lời giải, những sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng, và còn cả những âm mưu đang ẩn giấu chờ được chúng ta khám phá. Hãy dõi theo những diễn biến gay cấn của vụ án vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Vụ án Giám đốc Bệnh viện Nhi bày mưu giết vợ những năm thập kỷ 60 cùng cái chết bí mật của cô y sĩ xinh đẹp đã làm rúng động dư luận. Vì muốn đi theo người tình mà vị giám đốc bệnh viện Nhi đã lập mưu dùng thạch tín để sát hại vợ mình khi vừa sinh con xong. Bằng trình độ chuyên môn cùng các mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, vị giám đốc bệnh viện Nhi đầu tiên đã thực hiện thành công mưu đồ ám sát vợ để qua mắt người đời và cơ quan an ninh. Tuy nhiên, băng lưới trời lồng lộng đã phơi bày tội ác của một trong những vị bác sĩ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Vì nhiều lý do riêng mà tên của các nhân vật đã được thay đổi, nhất là khi nó ảnh hưởng tới uy tín của Bệnh viện Nhi Trung ương. Hãy cùng Pháp Trị lật lại vụ án nổi tiếng Giám đốc Viện Nhi giết vợ để đi theo người tình. Phần 1. Cặp đôi đáng mơ ước. Ngành y học Việt Nam những năm cuối thập kỷ 50 và đầu thập kỷ 60 thế kỷ 20 còn khá non trẻ. Để nâng cao tay nghề cho đội ngũ bác sĩ, nhà nước đã lựa chọn các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau đưa sang Liên Xô du học. Trong đó có Vưu Hữu Chính, một trong những người được đánh giá là bác sĩ đầu ngành điều trị nhi khoa ở thời điểm ấy. Năm 1960, Vưu Hữu Chính là chủ nhiệm bộ môn nhi của Trường Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, bác sĩ Chính là chủ tịch đầu tiên của Hội Nhi khoa Việt Nam năm 1961. Mặc dù trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ về cả cơ sở vật chất lẫn thuốc men, nhưng với tài năng của mình, bác sĩ Chính đã trực tiếp điều trị cho rất nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, cùng với đó là đưa ra những phác đồ điều trị hết sức tân tiến. Vợ của Chính là Nguyễn Thật Thu, là y tá của Bệnh viện Nhi. Chị Thu được coi là hoa khôi của ngành y Hà Nội khi đó. Chính vì thế, mối tình với bác sĩ Chính được mọi người đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc. Sau một thời gian yêu đương, cũng tới ngày bác sĩ Chính và y tá Thu tổ chức đám cưới. Mặc dù trong thời điểm đó khó khăn chồng chất, nhưng đám cưới của vị giám đốc bệnh viện chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Khách mời đều là những cán bộ ở nhiều ngành, cả bên chính quyền, y học, thậm chí cả bên công an, quân đội. Nói không ngoa, khi cặp đôi này đã trở thành hình mẫu của giới trẻ Hà Nội khi đó. Hàng ngày họ đưa nhau đến bệnh viện làm việc trên chiếc xe đời mới. Nhìn cảnh đó, không ít cô gái cảm thấy ghen tị với y tá Thu, nhưng cũng chỉ biết tặc lưỡi mà an phận. Trong mắt đồng nghiệp và những người xung quanh, bác sĩ Chính là người yêu chiều, quan tâm vợ hết mực. Thời gian thấm thoát trôi đi, vợ chồng Chính đã có với nhau hai mặt con và chờ đợi chào đón đứa thứ ba chào đời. Lúc ấy, do không chịu nhiều áp lực về kinh tế, nên dù thai kỳ mới đến tháng thứ 5, thứ 6, y tá Thu đã không phải đi làm nữa, mà chỉ có nhiệm vụ ở nhà nghỉ ngơi, chờ ngày sinh nở. Trong thời gian này, bác sĩ Chính vẫn đi làm rất đúng giờ. Ngày nào cũng đến từ 7 giờ sáng, có khi tối muộn mới ra về. Cũng do yêu cầu của công việc, nhiều đêm bác sĩ Chính phải ngủ lại tại bệnh viện. Nhiều người đùa với Thu là không lo giữ ông chồng có chức vị, lại đẹp trai, trí thức. Nhưng nữ y tá vẫn luôn tin tưởng người đầu ấp tay kề với mình. Y tá Thu luôn vững tin rằng tình yêu sẽ giúp cho gia đình mình có được hạnh phúc. Và cứ thế cô ở nhà yên tâm lo cho đứa con sắp chào đời. Rồi thì cũng đến ngày sinh nở, y tá Thu mẹ tròn con vuông, sinh ra một em bé kháu khỉnh trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Thế nhưng, bi kịch chỉ mới bắt đầu. Sau khi vợ đẻ, bác sĩ Chính chủ yếu ở nhà chăm sóc vợ, chỉ có việc thật sự cần mới lên cơ quan giải quyết. Điều đáng chú ý là sau khi sinh xong, sức khỏe của Thu rất tốt. Bác sĩ và người nhà đều tin rằng chỉ cần kiêng cữ cẩn thận thì cô sẽ sớm có lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, điều lạ là sau khi sinh được 3 ngày, khi được đưa từ bệnh viện trở về nhà, y tá Thu bất ngờ mắc bệnh tiêu chảy. Chồng là bác sĩ đầu ngành,
không khó để có thể đoán được bệnh và kê đơn thuốc. Nhưng tình trạng của nữ y tá cứ ngày một xấu đi, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Mọi người xung quanh thấy làm lạ vì sau khi sinh, y tá Thu ăn uống kiêng cữ rất cẩn thận, thức ăn chín được nấu rất vệ sinh. Những món ăn tầm bổ riêng đều được chính tay bác sĩ Chính nấu rồi đưa cho vợ, nên không thể nào đổ lỗi cho ăn uống được. Điều đáng nói là mặc dù sau đó được đưa vào bệnh viện khám phòng trừ việc bị hậu sản, nhưng các bác sĩ cũng không đưa ra được kết luận gì. Bệnh tiêu chảy vẫn ngày một trầm trọng hơn. Chỉ sau hơn một tuần sinh nở, từ chỗ là người khỏe mạnh, béo tốt, y tá Thu đã gầy ruộc, thậm chí chẳng còn sức mà ngồi dậy cho con bú nữa. Gia đình cả hai bên đều lo lắng vô cùng, không biết tình trạng ra sao. Còn bác sĩ Chính thì dường như bất lực hoàn toàn với việc chữa trị cho vợ mình. 20 ngày sau khi sinh con, y tá Thu đột ngột qua đời. Cái chết của Thu là một cú sốc rất lớn cho những người thân của cô và cả hai bên gia đình. Đồng nghiệp cũng như bạn bè đều hết sức bỡ ngỡ với việc cô mất quá nhanh. Rất nhiều bạn bè trong ngành y của Thu lúc đó đã không thể giải thích nổi tại sao cô lại qua đời nhanh như vậy. Trong khi đó, kết luận cuối cùng của bệnh viện được đưa cho gia đình là do cô bị tiêu chảy. Bản thân của bác sĩ Chính lúc đó cũng nói rằng do Thu ăn nhiều ốc sau khi sinh nên đã ngã bệnh. Tuy nhiên, dường như điều này không có sức thuyết phục mà càng làm cho cái chết của cô y tá xấu số ngày càng trở nên bí ẩn. Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, lúc đó phụ trách phòng bảo vệ y tế, Cục Bảo vệ Cơ quan và Văn hóa, Bộ Công an. Trong đám tang của y tá Thu, thiếu tướng Phòng cũng có mặt vì đây là vợ của một bác sĩ đầu ngành. Trong đám tang hôm ấy, ngoài những tiếng khóc ai oán của những người thân, điều mà thiếu tướng Phòng nghe nhiều nhất là sự đồn thổi bàn tán về cái chết của Thu. Số đông trong đó là những bác sĩ, y sĩ. Họ nói, trước khi sinh nở, y tá Thu hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chẳng mắc bệnh gì cả. Nhưng tại sao sau khi sinh lại đổ bệnh tiêu chảy mà không thuốc nào chữa khỏi? Điều này hết sức vô lý. Với kinh nghiệm và trực giác của những người công an nhân dân, ngay lúc đó trong lòng thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng đã dấy lên sự nghi ngờ. Ông chú ý nghe kỹ những tiếng khóc, lời bàn luận đó và suy nghĩ rằng có thể y tá Thu đã chết bởi một nguyên nhân khuất tất nào đó. Ra về với suy nghĩ đó, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, ông bàn với đơn vị quyết định mở cuộc điều tra, quyết tâm tìm ra chân tướng sự thật. Cuộc điều tra bí ẩn. Nhìn hình ảnh bác sĩ Chính vật vã, khóc lóc ôm lấy quan tài vợ, mọi người càng không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, với thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, dường như linh tính nghề nghiệp của một người công an giúp ông nhận thấy rằng cái chết của Thu có gì đó mờ ám. Chính vì niềm tin nội tâm này mà suốt đám tang, thiếu tướng Phòng tập trung nghe ngóng để rồi đến khi trở về đơn vị, ông đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Theo như cảm nhận của thiếu tướng Phòng thì chắc chắn phải có vấn đề gì thật sự bí ẩn, uẩn khúc phía sau cái chết của y tá Thu. Mọi người mới bàn tán như vậy. Tuy nhiên, căn cứ quan trọng nhất đó chính là với căn bệnh tiêu chảy, trình độ y học thời điểm đó hoàn toàn có thể chữa khỏi được, chứ không thể nào đến mức kéo dài 20 ngày sau khi sinh con và cuối cùng y tá Thu qua đời một cách đột ngột như vậy. Một trong những câu nói khiến thiếu tướng Phòng cảm thấy chú ý nhất đó chính là lời nhận xét của một phụ nữ trung niên trong đám tang. Người này sau khi bàn tán, phân tích một hồi đã buông phỗng một câu rằng: biết đâu nó bị đầu độc thì sao? Người đang khỏe mạnh, bỗng lăn đùng ra ốm không lý do, lại có chồng là bác sĩ nổi tiếng thì không dễ để có thể bất lực trước căn bệnh đó được. Toàn bộ những thông tin này đều được thiếu tướng Phòng kể lại chi tiết cho các cán bộ trong đơn vị của mình nghe tường tận để mọi người xung quanh phân tích, nghiên cứu, đặt giả thuyết y tá Thu chết do bị giết vì thủ đoạn gì. Ai là người đứng sau? Nhận định của mọi người đã đưa ra nghi hoặc về việc rất có thể y tá Thu đã bị đầu độc thì mới đổ bệnh qua đời nhanh đến vậy.
Tuy nhiên, với nhận định này thì ai sẽ nắm trong diện nghi ngờ? Mâu thuẫn nào sẽ khiến kẻ thù ác ra tay với y tá Thu một cách tàn độc đến như vậy? Hãy cùng đón xem phần tiếp theo của chuyên mục Lật lại kỳ án vào mỗi 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Luật pháp trị.